Rồi các bác, thì đây là cái video 1050 30 thôi nhé. Em đang đi ở cái ngõ nhà em thôi. Đó. Đây, các bác xem tí. Đó, thì các bác cũng biết rồi đấy. Nếu như mà nhìn trên cái màn hình điện thoại ấy, thì con HTC bao giờ nó cũng cho cái màu nó rất là tươi, rất là sáng luôn. Đó. À. Lên màu trời xem nào. Hôm nay nó vừa mưa cho nên là chả có mây các bạn. À. Nhưng mà tính ra về cái độ chống rung của nó ấy, thì con HTC thì nó lại kém rất là nhiều, nó hình nó cứ giật giật các bạn. Đây trên nhìn trên đấy thôi, nhìn trên điện thoại thôi chứ còn nhìn trên đây. Rồi thì vào đây xem mấy cái bông hoa xem thế nào. Đó. Rồi. Đi xem bên này có mấy bông hoa nữa các bạn. Đó. Xem này có bông hoa đẹp lắm. Em thì thấy là cái con HTC nó toàn đẩy sáng lên thôi. Và cái khung ảnh nó cứ bị giật giật các bác. Tí em sẽ chuyển sang 60 như thế nào nhé. Rồi ok. Rồi các bác, thì đây là cái video 1050 60. Em vừa chuyển sang 60 đấy. Thì khi mà chuyển sang 60 thì em cảm giác là con HTC nó đỡ giật hơn một chút. Tuy nhiên thì cảm giác là cái chất lượng hình ảnh nó vẫn cứ đẩy sáng lên thôi. Đó, thì đi một đoạn nữa xem nào. Đi lại những chỗ khác. Đó, sang bên này. Đó, nó đẩy sáng lên rất là nhiều luôn đấy. Cảm giác là nó nhiều cái chỗ nó bị cháy sáng luôn đấy các bác. Rồi, ok, em chạy ra ngoài đường một tí nào. Rồi. Ok, em thì chạy một đoạn đằng kia nhé, xem nó chống rung thế nào nhé. Chạy nào. Ok, lại ở trên này. À, các bác có thể thấy đây đang là ngược sáng đây các bác. Em sẽ quay cái cành mặt trời này. Đây đang bị ngược sáng đó. Đó. Ngược lại phát nữa nào. Sure. Đó, em thấy là con Wing nó còn nhìn thấy cái đám mây chứ. Cảm giác là con HTC nó đẩy cháy hết luôn. Ok, thì em chuyển sang 4K phát nữa nhé. Rồi các bác, thì ở chế độ 4K ấy, cái con HTC 12 cộng này nó cũng có cái 4K 60 luôn. Thì cái này em đang để ở cái 4K 30, thì em sẽ chuyển sang 4K 60 nhé. Đó. Thì khi mà chuyển sang 4K 30 phát em thấy là ở trên màn ảnh của con HTC nó sẽ giật hơn rất là nhiều luôn. Đi vào trong kia nữa. Chạy thử tí vào trong kia luôn. Giật hơn rất là nhiều luôn đấy. À.
ở cái chế độ 30 4K 30 thì con HTC nó cái khung hình của nó bị giật lắm các bạn. Nó cứ cứ giật giật khó chịu lắm. Không biết khi mà ghép lại thì nó có thế nào, nhưng mà hiện tại thì em cũng thấy nó rất là giật. Rồi. Đó. Các bác có thể thấy này, nó đẩy sáng rất là nhiều luôn. Rồi em sẽ chuyển sang 4K 60 nhé. Rồi ok các bác, thì đây đang là cái chế độ 4K 60 rồi. Đó, em thấy là cái con HTC nó bị đẩy lên đến mức mà nó bị mờ luôn đấy các bác. Đó, các bác có thể thấy nó cháy đến mờ luôn. Đấy. Ok. Nó đỡ giật hơn một chút. Đó. Đó. Ở những cái bức ảnh mà nó hơi tối tối như này thì không sao. Cháy hết các bạn, con nào cũng cháy thôi. Rồi, đây cái này có bông hoa mở lắm, không có nào bắt led được, không có nào lấy nét được cái bông hoa này các bạn. Không hiểu tại sao quay phim nó cứ không lấy nét được mấy cái bông hoa nằm một mình. Rồi ok, em sẽ chuyển sang cam trước nhé. Rồi ok các bác, thì khi mà chuyển sang cam trước ấy thì em thấy sự khác biệt là cái con HTC U10 2 cộng này nó cho cái chi tiết rất là tốt luôn. Còn cái con đó, ở đây các bác nhìn thấy này, nó chi tiết kinh khủng luôn. Cái con HTC ánh được sáng luôn này. Đó. Cái khung ảnh nó hơi bị lệch nha các bác, tại vì vị trí camera trước của hai con này nó hơi hơi khác nhau, khung ảnh nó hơi lệch thôi. Nhưng mà vẫn các bác có vẻ vẫn thể thấy được nó cái sự thể hiện của cái camera trước. Đó, các bác thấy không? Nói chung là nếu mà như cái này, camera trước thì em thấy là cái con HTC U12 thì nó ngon hơn rất là nhiều. Là cái cảm giác riêng của em thôi, chứ còn thì các bác đẹp xấu thì do mắt mỗi người mà. Rồi ok, xin chào các bác. Thì đây là cái video 1080 30fps nhé, giữa cái con Wing và con HTC U12 cộng. À, thì em đang đi ở cái hôm nay trời khá là tối các bạn. Đó. Đó. Thì chạy thử đang ở 30 nhé, chạy thử đến kia để em chuyển lại 60. Đó này. Rồi. Đấy, các bác có thể thấy này, cái ngược sáng này. Đó, hai camera này em đã lau rất kỹ rồi nhá. Đó, thì trên con Wing ấy em thấy là quay đêm của nó rất là ổn luôn, thế là rất là ổn luôn đấy. Hôm trước cũng có so sánh với mấy con kia rồi thì thấy là Wing nhà mình quay đêm khá là ổn. Rồi em sẽ chuyển sang cam trước nhé. À, chuyển sang 60 nhé. Rồi ok các bác, thì đây là cái video 1080 60. Thì như em thấy ở trên điện thoại thì thấy là cái con U12 nó có cái thiên hướng là nó đẩy sáng hơn. Đó, và em thấy là lên 60 để chúng dùng khá là tệ cả hai con luôn. Đây. Chạy thử tí nhá. À, chạy thử tí thôi vì nó rung kém quá. Đây, lại quay trở lại cái chỗ. Đó. Thì ở cái vị trí này ấy, là em thấy là cái con
U12 cộng nó giật hơn rất là nhiều. Em sẽ quay về về chỗ đằng kia rồi em chuyển sang 4K luôn. À đây có một số cái bông hoa các bạn. Đây, cái chỗ này là cái chỗ mà em hay ở đây quay. Cái này con chỗ này thì con Quỳnh nó lại không lấy nét được này. Xa ra tí xem nào. Rồi quay trở lại tí nào. Con Quỳnh nó không lấy nét được chỗ này luôn các bạn. Còn con U12 thì nó lại lấy nét được. Xa cái thì lại ok. Đoạn gần này thì không lấy nét được. Rồi ok. Đoạn này xem nào. Đây. Đó. Thì như em thấy là cái nước ảnh thì con Wing nó vẫn cho cái nước ảnh trong hơn. Đó. Đây. Chỗ này thì con Wing nó có mờ mờ kiểu gì vậy. Ôi trời ơi. Rồi ok, em sẽ chuyển sang 4K nhé. Rồi ok các bác, thì đây là cái 4K 30fps nhé. Đấy, ở 4K 30fps thì em thấy là con Wing nó trông cũng ổn hơn ở 60. Đó, các bác có thể thấy những cái khung ảnh. Đó. Thực ra thì em thấy là con Wing nó bên con U12 nó đẩy cái màu, đẩy nó màu lên hơi quá, dẫn đến nó như kiểu nó bị rỗ ấy các bác. Em đang thấy trên màn hình nó như thế. Con Wing thì nó cho cái nước ảnh trong hơn rất nhiều. Ok, em đi lại kia và em sẽ đi lại kia một đoạn nữa và chạy một tí. Rồi sẽ chuyển sang 60fps nhé, cho nó. Thực ra thì chống rung thì em vẫn nghĩ là con Wing nó sẽ thắng thôi. Tại vì con Wing nó nổi tiếng là chống rung tốt rồi. Đó. Nó con Wing vẫn trong hơn các bạn. Rồi em sẽ lại kia cho tối tí và em sẽ chuyển sang 60 xem thế nào nhé. Đó, con Wing nó vẫn chống rung có vẻ ổn hơn. Như trên điện thoại em nhìn thấy là nó gần như không có bị rung tí nào luôn đấy. Rồi ok, em sẽ chuyển sang 60 nhé. Ok các bác, thì đây là cái 4K 60. Thì các bác có thể thấy là hai con đều tối hẳn đi rồi. Đó, tối hẳn đi luôn. Đó. Rồi, em sẽ quay lại đây. Đó. Rồi, chạy một tí lại chỗ Glacier. Thực ra thì hai con này không nên phải so sánh nhiều làm cái gì. Nhưng mà tiện em có con U12 cộng ở đây em làm thôi. Đó. Rồi em sẽ đi lại kia, lại chỗ mấy bông hoa xem bọn này nó bắt nét được không. Con Wing ấy nó vẫn có cái điểm yếu, em thấy là như em dùng cả tháng nay rồi em thấy vẫn có một điểm yếu là nó nét hơi chậm tí khi mà quay phim ấy. Còn ở chụp ảnh thì con Wing nét cũng bình thường, cũng được, nó cũng như kiểu con V50 thôi. Con V50 đấy, như ở 4K này các bác thấy này, con con 12 cộng ấy, nó đẩy sáng lên dẫn đến là cái nhìn thấy cái bông hoa nó nhìn thấy rõ hơn. Đó. Rồi ok, đi lại chỗ sáng sáng hơn tí xem nào. Đây, chỗ này sáng hơn tí đây. Đấy. Rồi ok các bác, thì so sánh cái cam sau đêm thì thế thôi. Em sẽ chuyển sang cam trước nhé. Rồi ok các bác, thì đây là cái cam trước về ban đêm. Thì như em đang thấy đây này, như các bác có thể thấy là ở ban đêm như thế này này, thì cái màu của con 12 ấy, nó đẩy lên nó đỏ quá, em cảm giác là nó bị rực quá ấy. Đó, và nó cũng bị mất chi tiết đi hơn so với lúc buổi sáng thì em thấy nó rất là ngon. Đó, thì bây giờ là buổi đêm thì em thấy là cái màu của con Wing nó vẫn có cảm giác là nó chuẩn hơn. Đấy, các bác có thể thấy tán cây đằng sau này. Đó. Đó. Thì nhiều bác dùng, em cũng nói rồi, nhiều bác dùng U11 ấy, thì các bác thấy cái màn hình của nó sáng, nó đẹp hơn, trông nó nịnh mắt hơn ấy,
thì các bác cứ nói là con U11 rồi mấy con HTC nó đẹp hơn ấy, thì đúng thật, nếu như mà các bác nhìn một cách bình thường thì đúng là con, nếu mà chỉ nhìn trên cái màn hình điện thoại thôi ấy, thì đúng là mấy con HTC nó đẩy màu rồi các thứ, nó nhìn nó ngon lắm, nhìn nó sướng lắm. Như cái ngay cả con 12 cộng này cũng thế thôi, nhìn trên màn hình khá là sướng đó. Còn khi mà đưa lên máy tính ấy, thì nó lại hơi đuối các bạn. Thì nhiều tại vì dạo này anh em hay tranh luận về mấy con HTC quá, thì anh em LG công nhận là cũng bao thủ, suốt ngày tranh luận với mấy ông đấy làm cái gì. Rồi, ok các bác, thì các bác có thể hiểu được rồi. Rồi, chào các bác nhé.